Hello anh em, nay mình ở nhà nghỉ dịch mùa Covid, mùa dịch Covid, thì mình có cái con quạt này, nó quay rất là chậm, thì mình cắm điện cho mọi người coi, đó, mọi người thấy là nó quay rất là chậm, lừ đừ đừ. À, nó không có quay được. Thì mình sẽ làm một cách thì mình cùng chia sẻ với mọi người. Đó là mình sẽ thay cái con tụ này đi. Thay con tụ này đi. Cái công việc chính của mình thì không phải là làm điện mà mình làm về bên phần máy máy xăng. Mình chia sẻ cùng anh em cho vui. Nói chung là một con máy quạt này thì nó không đáng bao nhiêu tiền hết, nhưng mà vứt đi thì nó uổng. Chia sẻ một chút kinh nghiệm và cái cách để anh em có thể sửa chữa tại nhà. Đây mọi người, thì mình thay cho nó một cái tụ mới, mọi người thay cái tụ mới. Cái tụ này của nó là tụ 1,8 mi. Bây giờ mình sẽ thay cho nó một cái tụ 2 mi. Lại cái gì á, bà làm cho con xem nhá. Làm cái ống gen nhiệt như thế này. Bay cắm vào đây. Bay cắm vào cái ống này. Rồi bay cắm vào cái này thì cái điện này. Rồi. Cái máy qua này có gì trắng trắng đây này? Cái dây điện làm sao mà nó thành màu trắng được đó? Rửa sạch đi nó xem màu trắng rồi. Con đứng đấy nhá, ra cái này nhá. Nói chung là một cái quạt mới sử dụng chưa được bao nhiêu thời gian thì cái tụ nó hư, thì anh em thay cái tụ nó đi là nó chạy mạnh trở lại thôi. Cuộn dây thì tất cả các cuộn dây thì nó không có bị việc gì hết, không bị gì hết nha anh em, nó chỉ bị một cái lỗi nhỏ đó thôi. Bây giờ mình sẽ thử trước nha, cắm lại bên trái này nè. Đó, mọi người thấy không? Quạt nó tự động quay mạnh trở lại. Nếu mà không biết thì sẽ mang ra thợ thì rất là mất thời gian. Mình chia sẻ một chút như vậy anh em về có thể tự làm tại nhà. Rồi chia sẻ cùng mọi người nhé. Con ốc này nó hơi ngắn, mình sẽ lấy một cái con ốc nó dài hơn. Rồi, mình sẽ gắn cái này lại. Nếu con ốc dài hơn nhưng mà ốc ngắn quá mà gắn vô đôi khi nó tuột ra cái nó rớt vào trong cái máy này. Thử lại nha mọi người. Đó. Rất là ok. Vậy là mình lại có quạt như là mới mọi người. Được cầm
đây. Phát đâu? Phát đâu Biên? Quậy, bên này quậy. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nhé. Thì đó là một cái lý do rất là đơn giản thôi. Mình nói thêm là khi mà mọi người kiểm tra thì mọi người cứ chuyển hết tất cả các số xem nó có cái lúc mà nó đang ở cái tụ cũ của nó, thì mọi người chuyển tất cả các số xem là tất cả các số nó có quạt nó có nhúc nhích không. Thì có thể là lúc nó quay, lúc nó không, nhưng mà cái cánh quạt nó có cửa thì tức là cái cuộn dây nó không có bị hỏng, thì mình xác định nó là bị hư hỏng cái tụ. Hỏng cái tụ thì mình chỉ cần thay tụ được thôi. Đó, mình thay tụ xong cái máy quạt nó quay ấy. Rất là mát nha. Rồi, ok. Xin chào mọi người.